nước uống rồi với lại ăn một ít trái cây cho buổi sáng. Thì mình không hướng dẫn, bây giờ mình hướng dẫn mọi người là xay sinh tố với trái cây thôi. Còn rau củ quả hay gì đó hôm sau mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. À, và trên bàn chúng ta là những cái loại trái cây. À, thì cái bữa ăn này chúng ta có thể uống vào buổi sáng nè, hoặc là nếu mà tối thì vẫn có thể chúng ta xay một buổi dành cho các em bé cũng rất là thích. Là sản phẩm chính của chúng ta là Body Clean và mix thêm một vài cái trái cây, loại trái cây mình mất trái cây thôi. Trái cây thì chúng ta có thể mix với chuối hoặc là tùy loại các chị, tùy theo sở thích của cả nhà ha. À, thì hôm nay thì chị Mạch chúng ta sẽ chuẩn bị một cái trái cây là chuối và xây cùng với lại Body King để gửi tặng cho tất cả chúng ta thưởng thức được không ạ? Cả nhà có hào hứng ạ? Thêm cái bàn nữa để ly rót ly á. Dạ, để rồi. Anh lấy cái gì chị? Ý là thêm cái bàn nữa để bài ly ra đó. Chị làm luôn bốn. Giờ bạn tổ chức cho hỗ trợ giúp em một bàn nhỏ để ly để mình rót ra nha. Dạ. Ủa bàn nhỏ ở bên góc. Bạn ok, em gọi ca đó cho chị đi. Ok. Cả nhà cùng nhau hướng mắt về chị Tiểu Mạch để xem các chị chế biến rồi. Đây chương trình đã mời một bartender rất là nổi tiếng để hỗ trợ chúng ta. Rất ngon, rất ngon cả nhà. Để mình đổi sữa vô bốn cối, mình sẽ hướng dẫn mọi người món chính là cái gì nha. Rồi con mít đây. Cầm mít sao làm. Ok. Cho chị Thanh Long. Cả nhà đợi một xíu ha. Em lấy hạt ra nha. Trái cây trước rồi sẽ chia sẻ cái công thức cho cả nhà sau. Cả nhà mình cúi mắt về màn hình quan sát nữa. Ở trên bàn chúng ta thì có thanh long nè, sabotê, chuối, táo, xoài. Thì nó cũng đa dạng các loại trái cây bình thường. Cả nhà mình hãy chọn cái loại nào mà mình thích hoặc là những em bé nhà thích hơn. Mình sẽ xay trước cái này là bốn cốc sữa trước nha. Còn những ai mà không uống sữa được mình sẽ xay nước lạnh. Sữa cả nhà mình nguyên là chọn là sữa không đường nha cả nhà. Đúng rồi. Sữa không đường hoặc là nước. Chứ mình chọn là sữa có đường cũng có tặng sữa thừa nhất luôn á. Không, toàn bộ sử dụng sữa không đường. Dạ, toàn bộ là chúng ta nên dùng là sữa không đường. Nguyên liệu chính đó là chỉ cần sữa tươi không đường. Một quả chuối, protein hay body key tùy mọi người thích, với lại bột ngũ cốc, còn không thì mọi người cứ cho hạt. Mọi người thích ăn hạt gì thì mọi người cứ bỏ hạt đó vô. Còn trái cây thì mọi người mix hai loại hoặc ba loại thôi. Ok không cả nhà? Ok. Hạt thì có nhiều loại hạt, ví dụ như là hạt măng ca, hạt nhiều hạt nữa, nhưng mà hạt nhiều. Chuối. Bên hạt thì không. Bốn quả. Sáu lên hỗ trợ xây nè. Cả nhà cho một cái lớn lớn để mời chị Sáu Trương lên hỗ trợ chúng ta được không ạ? Món sáu gì hết. Ủa nói thiệt mà, Sáu lên xây đi, em xong rồi nè. Cho chị. Ủa, thanh long trắng chứ không phải thanh long đỏ à? Cho chị xoài hoặc táo nữa. Một chút xíu nữa mà sau khi xay xong và rót vali á thì sẽ có anh chị cứ ngồi yên tại chỗ. Có các anh chị trong đội tự sẽ phát cho chúng ta từng mỗi người một cốc và các anh chị đừng có vội thưởng thức liền nha. Và chúng ta cùng nhau có tất cả ly trên tay và chúng ta cùng nhau cạn 1, 2, 3 vô được không ạ? Rồi ok, cảm ơn anh chị. Sáu lên xay body key trước thì sao? Rồi hỏi em xay rồi tiêm sao? Nửa quả xoài. Ở đây để xây một cái bữa thức uống dinh dưỡng như thế này á, nó không hề khó. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu trước là được. Và quan trọng là mình nên chọn cái loại nào. Ví dụ như sữa thì chúng ta vẫn chọn là sữa không đường.
xay cây. Chủ yếu là mình gọt trái cây mất thời gian thôi, chứ xay khoảng 1 phút là xong. Chủ yếu là gọt trái cây mất thời gian thôi. Đấy, nhiều nhiều nha. Ở đây mình đang xay có hai loại trái cây. Bên kia, bên kia. Ừ, có mới. Nhấn vô cái nút. Đây. Theo chị thì nếu buổi sáng chúng ta có một cốc dinh dưỡng này thì có tuyệt vời mà. Thanh long. Trong một thời gian thì ra thì xong rồi đó. Xí tí nữa thì sao? Có dáng tuyệt vời luôn đó mà. Có khả năng là có đúng không ạ? Có đổ ly phía sau lưng cái sát kìa. Có đưa qua các bạn bên ba tí chút rõ. Dạ. Giờ là khoảnh khắc quan trọng nhất. Sao ơi, cốc thứ hai sao ơi? Chú ơi, sao? Hả? Nấu uống làm khối. Sao uống lần hai cối lần? Chưa tan sao? Cái này có chuối. À, cái nhà nhận thức uống thì chúng ta nên ngửi trước thôi nha. Chúng ta uống nha nha. Chúng ta uống trước nha anh chị. Ta cùng nhau uống một lần vui vui. Chuối là hai chị là ngửi trước đúng không? Ngửi à? Dạ. Chuối trước, chuối trước. Theo cách ăn uống của phương Tây là phải ngửi ăn trước. Chuối là một quả luôn, lọc chuối hết đi. Rồi, đưa đây, có nhiều quá rồi. Lọc chuối hết đi. Sao dặn kỹ lại? Có chút chị mình cứ bình tĩnh ngồi yên tại chỗ để có các chị nó tổ chức ăn nước cho cả nhà. Nay có sự rất anh chị trong phòng cảm ơn chuyên nghiệp của mình đến với phục vụ. Em lấy chị hai gói body cream. Trời xem. Rồi kem táo. Sao anh ta? Táo đi. Em gọt cắt đôi ra, em cắt đôi ra. Xong rồi em cắt cái hũ ở trong. Sabo đi tải hết chuối rồi. Sabo cho nó ngọt. Đủ cho sáng hỏi nó đủ cho sáng. Thank you.
chiên được uống giờ được xay, chiên được uống giờ được xay. Đúng không sao? Hỏi mọi người xay nữa không? Cốc nữa thôi nha. Nó xem xay cốc nữa thôi nha. Một nữa là chưa, một cốc nữa thôi nha. Cốc này nữa thôi. Đầy rác. MC được uống chưa? MC uống đi. Mọi người đã có ly trên tay hết chưa ạ? Chưa. Còn ai chưa có trên tay lên ạ? À, ai chưa có trên tay nha. Còn xin ly thứ hai là không có đi. Mà chưa uống thưởng thức nha mọi người ơi. Thầy uống to rồi. Câu này nữa thôi. Không phải uống được. Sát ăn đấy. Dạ. Ủa rồi, cái nhà mình muốn thưởng thức và bảo vệ thì mình hãy nghe chị Nguyễn Mạch chia sẻ công thức cho cả nhà. Cốc nữa hả? Nhau uống thôi rồi một xíu. Từ từ uống cho mọi người ơi. Mình chia sẻ là bữa sáng dinh dưỡng với body cream với protein với trái cây trước nha. Thì nguyên liệu chính của chúng ta là có sữa hạt hoặc sữa tươi không đường tùy theo mọi người thích. Còn nếu mọi người không thích thì mọi người chỉ xay bằng nước lọc hay không thôi. À, nguyên liệu chính là một quả chuối, thanh long, chuối gì cũng được. À, nguyên liệu chính là có một quả chuối, một muỗng bột ngũ cốc. Một ngũ cốc này là 6 xay mười mấy loại hạt luôn. Thì mọi người nếu mà không có mua bột ngũ cốc thì mọi người sáng xay với hạt điều, hạnh nhân hay là hạt gì mọi người thích. Một nắm hạt thôi, nửa quả táo hoặc nửa quả saboche với lại một gói body key là đủ. Còn mọi người không muốn body key thì mọi người cứ cho một muỗng protein hoặc hai muỗng. Giờ là xong, xong buổi sáng. Nếu mọi người cảm giác đói thì mọi người ăn thêm trái cây là vừa đủ, mà đảm bảo là không đói đâu. Wow, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Con của sáu hả? Ở bên này là lãnh đạo phòng chưa có ạ. Hết sữa rồi. Nước suối luôn. Rồi, cả nhà tâm lý nè. Đầu tiên. Đúng rồi. Đầu tiên cái ngửi. Thơm không ạ? Rồi, mình đưa lên nước nào. 1, 2, 3, vô. Cái đi cả nhà ơi. Lại nào. 1, 2, 3, vô. Sáu chưa được uống, sáu đòi. Ai nữa không? Giờ cốc lên hả? Ai nữa rồi? Rồi, giữ cốc lại tí bước nha. Đúng không ạ?
Vâng, và rất cảm ơn chị Tiểu Mạch chúng ta. Có lần đi cả nhà ai uống xong rồi để dành cho Tiểu Mạch cho tặng cái lớp đấy ạ.